Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Peo. Mắt này bị khóa không nhìn rồi bạn ơi. Vừa vào mới thấy cái gì trông kinh gì bạn ơi. Mỗi lần nhìn thấy căn phòng kiểu này chắc chắn các bạn đều biết là chúng ta đã đến với chuyên mục trốn thoát khỏi nhân vật nào đó. Thì bạn đang ở đâu? Jerry đến với bạn đây. Kiu kiu rồi. Kiu kiu của này chết tôi không ơi. Sao con Jerry kia nhìn kinh dị vậy? Để coi thử. Ôi, map này thì không cho thêm đồ gì bạn ạ. Đây, thì hôm nay chúng ta sẽ chơi thử một map có tên là map trốn thoát khỏi Jerry mặt trôn. Ơi quê, nhìn giống mặt trôn các bạn ạ, mặt trôn mình hơi kinh dị bạn ơi. Thôi kệ đi, hôm trước thì mình còn chơi cái map trốn thoát khỏi Tom và Jerry rồi. Nhưng mà tuy nhiên là hôm nay chúng ta chơi một cái map có tên là trốn thoát khỏi nhân vật hoạt hình nhưng mà nhìn hơi bị phá vỡ tuổi thơ, đó là chuột Jerry mặt này, mà gọi là mặt gì đấy, tôi tạo gọi là mặt trôn đi, gọi là mặt quỷ là hơi kinh quá bạn ạ. Thì để coi xem map này có gì hay, có gì thú vị không bạn nhá. Trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ Mèo Peo bận nhá. Mình đọc qua thông tin map nào. Tìm 4 dây điện xanh và 3 cần gạt, ủa sao đơn giản vậy? Nghe có vẻ đơn giản bận à? Chỉ cần tìm 4 dây điện và 3 cần gạt thôi á. Thế thì game nó lại dễ quá không bạn ơi? Hoa wow, bù. Cái phòng này mình thấy là nó vô dụng nhất trong tất cả mấy cái map giải mã bạn ạ, bởi vì các bạn chui đây đúng không? Đấy. Cái con Jerry đứng trước mặt bạn thì mình cũng chả ra được đúng không? Mình cũng chẳng có ra ngoài được, nó cứ đứng trước mặt đấy. Thì đố ai mà ra được bạn ơi. Mình sẽ thử ngủ không nào. Uầy, bây giờ phía mới bạn ạ, ngủ nó hơi bị ảo bạn ơi, ngủ xong đấy không? Đấy, ngủ xong rồi tăng thể lực này bạn ơi. Đấy, đây là cái tip nha. Đây là một cái tip cho các bạn chơi giải mã mà vẫn còn giữ cái giường. Úi dồi ôi, sao con Jerry chưa gì chặn chốt này? Uầy, đời heo. À, không thể click. Rồi xong rồi bạn ơi. Map này có vẻ căng bận ạ, không có đơn giản đâu. À! Mày quá nó không đuổi, mày quá nó không đuổi bạn ơi. Mày quá nó không đuổi, nó không đuổi bạn ơi. Bây giờ được phép để hai cái dương nó cạnh nhau này. Ngày xưa là không có để ở đâu bạn ơi. Bây giờ mới để ở đây, ủa map này có vẻ căng bận ạ. À đây, bình thường mà. Khó đâu nhỉ, ăn cái bánh kem là ủi hết rồi. Ô, map này không cấm xin đi bạn ạ. Anh em đợi tí tôi tắt xin đi rồi nhá. Ok ok, map này không cấm xin đi. Mình xài xin đi nên hơi bị ăn gian quá. Ui bê, ô, trong lò nung có dây điện xanh bạn ơi. Ok buồn rồi, chưa gì chúng ta có hai dây điện này. Game cũng khá là đơn giản bạn ạ. Từ đang hơi lag tí. Mỗi lần mình đổi nhân vật nó hơi bị lag bạn ạ. Ui. Ui. Không thấy Jerry đâu bạn ơi. À. Ơ. Không thấy bạn ơi. Ui. Không thấy chuột Jerry đâu cả. Sợ quá. Bây giờ cái kéo này là không cắt được lá bạn ạ, phiên bản mới á. Phiên bản mới là cái kéo nó không cắt được lá đâu. Ủa. Ủa, chưa gì có 3 dây điện này. Game gì bậy gì vậy? Wow, từ từ mà từ chắc nha. Nãy giờ mình mới chỉ kiếm được dây điện thôi. Chứ mình chưa có. Ui, chứ mình chưa có kiếm được cái cần gạt. À, đừng đuổi tao. Đâu. Rồi xong rồi chạy cho bạn thấy không đó. Cái việc nó đứng trước mặt bạn này không khác gì việc bạn chui vào trong tủ mà nó đứng trước mặt bạn cả. Thế thì bạn cũng chẳng ra được đúng không? Đó cho nên mình thấy mình bảo là cái tủ này rất là vô dụng bạn lại thấy không? Đấy. Bây giờ thì đối ra được đó, chỉ có cảm tử trước sau gì các bạn cũng phải mở cửa để ra chết thôi đúng không? Đó, nó đã chặn chốt này rồi thì không thể nào ra được. Cho nên là mình thấy những cái tủ như này là rất là vô dụng. Các bạn cứ bảo là anh mèo béo chả biết gì, cái tủ này là để người ta chui vào để trốn với con kia. Thế đố các ông trốn xong công ra đấy đúng không? Này nhưng kiểu bây giờ này đây đứng trước mặt này đố mà ra được đúng không? Nên trước sau gì cũng phải mở cửa đấy. Mày đánh đi đây, mày đánh tao đi đây, đánh tao đi, đánh tao bị yếu thêm, đánh đưa đi đó. Trước sau gì cũng phải để cho đánh bận à, anh em thấy không? Tôi tính xa lắm. Tôi dự đoán trước tương lai rồi. Cái tủ đấy rất là vô dụng bật ạ. À. Tôi kinh nghiệm chơi giải mã bao nhiêu map rồi. Chẳng lẽ tôi là không biết công dụng cái tủ đấy đúng không anh em? Đó. Ok, cần gặp bạn ơi. Ngoan luôn, từ ngủ đó. Ngủ lấy cái hồi thể lực bạn ạ. À. Hồi thể lực có gì có biến còn chạy được. Chẳng may bị đánh vào hồi máu được. Ok bạn ơi. Rồi. Xem nào. Check kỹ xem bên này có gì không. Chết nhìn sợ thế. Kiu. Q này không phải là Q kiểu chị Camui hay nói Q nhá. Q này là Q hơi bị kinh dị ấy nhá. Không phải là Q Q đâu. Chạy nhanh thêm. Con xe đi chạy nhanh quá bạn ơi. Ôi giời ơi, sao giờ này. Ôi, chứ mấy cái tủ này không trốn được bạn ơi.
Đánh vòng, 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 đánh vòng. Rồi. Đóng cửa bấy quá, đóng cửa kịp. May quá, bấy quá. Ok, 3, 4 dây điện xanh bạn ơi. Rồi, chúng ta có 4 dây điện bạn ạ. Thì giờ sao ra, thì không đó, giờ sao ra. Úi dồi, nó còn đập xuyên cửa vai trưởng. Thôi mày giết đi, đây, mày giết tao luôn đi. Mày giết tao luôn đi, đó. Tao chơi bạn bơi cho nó nhanh. Chứ nó chặn kiểu đấy thì đó ai mà ra được. Ok bạn ơi, rồi. Bây mình đi kiểm tra tiếp này, hiểm quá. Con chuột Jerry này nó quá. Ồ, mình nhìn là mình biết ngay này. Ở đây ẩn chứa. Ui, không biết nó đi xuyên qua đâu nhỉ. Ui rồi, rồi xong rồi bận ơi. Nó chặn cái kia rồi. Con gà nhá, người chơi hệ pro nói không với ăn gà đó. Người chơi hệ chuyên nghiệp phải thế bạn ạ. Bây giờ mình phải chạy thôi. Nhầm đường, nhầm đường. Em làm bấy vào đây. Vào đây. Ui, con chuột này khôn thế, nó không vào bạn ơi. Con chuột này khôn thế, nó không vào bạn ạ. Thôi xong rồi, nó không vào. À quên mất mình mở cửa này sao mà vào được. Quên mất cửa này và mở thế này thì đố nó vào được à. À, bày qua con chuột này đánh không bị làm chậm. Nếu không thì chúng ta chịu đấy. Lê lê, lê lê. Ui, trốn trong lá cây có vẻ hiệu quả hơn là trốn trong mấy cái tủ bạn ạ. Em bắt ra đi. Con giỏi, bắt ra đi. Đi từ từ nhá. Mình thấy trên này có gì đây? Không. Ui, định bảo nhảy hách qua nhưng không được. Ở đây chặn rồi bạn ơi. Chặn mất rồi. Lê lê con chuột, lê lê. Khiếp, cứ đứng đây mình để coi mà. Mình sẽ ngồi nghiên cứu xem là còn. Mình còn thiếu hai cần gạt cơ, còn vị trí nào chưa đi nhỉ? Cái phòng bên này mình đi chưa ta? Ừ, phòng bên này mình chưa đi này. Cái dây điện mình không biết là nối ở đâu, chưa rõ. Ok, con chuột ở phía dưới bạn ơi. Mình sẽ... đây. Để rồi, ờ, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Bối, mấy quá đóng cửa kịp bạn ơi. Đóng cửa kịp. Rồi, ngon luôn. Bây giờ thằng đi tìm thôi, từ một khoan. Khoan. Hình như là có cái gì đấy sai sai bạn ạ. Tôi chết rồi. Cái phòng này, cái phòng này mình đã tìm cần gạt đâu? Tôi chết rồi, mình giam nhầm phòng bận ơi. Cái phòng đấy mình đã tìm cần gạt đâu? Thôi xong rồi, sai rồi. Có gì đấy hơi bị sai sai bận lại chết rồi, giờ sao giờ? Ê, mình ra đi, chạy vào vòng thôi. Ừ, trốn tạm đấy á. Ok bận ơi, mình trốn tạm vào đây bận ạ. Chạy. Quên mất là cái phòng này mình còn chưa tìm cần gạt mà đã cho nó vào bận ơi. Ok rồi. Đợi mình là tìm xong cần gạt đã. Giờ mình sẽ cho vào sao bận ơi. Ô không có à? Không có bạn ơi. Ở đây. Khiếp. Ôi. 4 dây điện xanh mà thấy quái nọ thành 5 dây điện bạn ơi. Mà cần tìm 3 cần gạt. Các bạn mình cứ tưởng là 4 cần gạt cơ. Hóa ra là cần 3 cần gạt thôi. Ôi thì quái nào lại có 5 dây điện nhở? Chắc là một cái dây điện dự phòng bạn ạ. Ok. Cái phòng này còn gì nữa nhở? Bắt đầu vẻ khá là dễ đấy. Mình check kỹ em nào xem có đường nó đi xuyên qua không. Ok bạn ơi. Đồ chuột rồi. Nhìn kinh dị quá. Oh my god. Oh my god, nhìn sợ nhỉ. Bây giờ mình đây. Bây giờ mình dụ nó vào này. Bay vào đây. Hello, con chuột ngu ngốc. Vào bạn ơi, vào đây, vào chui nước bơi này. Bơi vào đây, bơi vào đây. Rồi, xong luôn, để bơi đi nha. Ôi! Bay quá. Tí nữa thì đóng cửa ngu người bận ạ, may là ra kịp. Ok, rồi. Bây giờ đi tìm nốt cái cần gạt còn lại đúng không? À, bên này còn được. À. Ô kìa. Cực kỳ sắt là có 6 cái dây điện bạn ơi. Vô lý. Chủ bác bảo là tìm chủ bác bảo là tìm gì nhở? Tìm 4 dây điện mà này. ID chủ bác tên là Huy 987-65321 nữa. ID là 11560-085815 bạn ơi. Ủa sao bà 3 cần gạt mà. Ủa không nghe mình đi rồi. Mình đi rồi bạn ơi. Còn chút ẩn nữa nào. Rồi mình sẽ đi mình nhìn xuyên tường nào. Ô kìa. Ô sao lại thua à? Ui, map này tính thời gian các bạn, mình không để ý cay tên à. Ui giời ơi. Map này tính thời gian. Ồ nhờ. Map này có 10 phút thôi bạn ạ, mình cũng không để ý thời gian. Trời ơi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm quả siêu nhanh này. Bây giờ mình sẽ giải mã siêu tốc vibro. Mày vào đi. Mày vào đi. Ok, mình sẽ dụ vào các bạn ơi. Đây, mày vào đi. Bên vào luôn trong này đi, em đừng im trong này đi. Em vào đây, vào đây. Mày vào đi. Mày vào đi đó. Bây giờ mình sẽ đi tìm cần gạt luôn bạn ơi. Ok.
Ok bận ơi, rồi một cái này lại thiếu cần gái bận à? Vô lý. Hay ở trần nhà ta bận ơi. Không thể ở trần nhà ta bận ơi. Còn chỗ nào mình chưa kiếm nhỉ? Cầu thang à? Ờ đúng, check thử cầu thang để kiếm cầu thang này. Có khi ở cầu thang bận ạ. Check thử ở cầu thang còn ta không có bận ơi. Ok thôi mình cứ tìm tạm lại như vừa nãy bạn ơi. Cái này thì không có bận ơi. Đây, đây một cái này. Dây điện này bận ơi. Thế sao lại thiếu cần gạt nhỉ? Vô lý. Hết sức vô lý bận ạ. Đây ở đây một cái này. Mình nhớ đấy mình có 5 cái dây điện bạn ơi. Thế thì theo như vừa nãy chúng ta vẫn bị thiếu một cái cần gạt bạn ạ. Bác này thì tìm nó khá là dễ rồi. Thật ra bác là mình tìm khá là dễ. Chủ yếu là mình chỉ cần né con chuột Jerry ra là xong bạn ạ. Nó vừa rồi mình mất thời gian mình đuổi theo cái con chuột Jerry quá. Nó chứ mình mà này, mình chặn chốt nó một phát là xong ngay. Đấy game là easy luôn bạn ạ. Ok bây giờ mình giải mã siêu tốc VIP Pro này. Đấy không rồi đó. Ôi, chính ra mình vừa chơi mắt này chỉ trong vòng có vài giây thời gian mình biết trước rồi bạn ạ. Đấy. Ôi, có tận 6 cái dây điện bạn ơi. Hóa ra có tận 6 cái dây điện bạn ạ. Ok, mình sẽ thử mở cửa em nào. Ở đó. Vẫn thiếu một cái cần gạt bạn ạ. Ui, vậy là một cái cần gạt nữa ở đâu nữa? Hay là nó ở ngay chính cái phòng này ta? Có khi nào nó ở chính cái phòng này không nhỉ? Bây giờ mà nối dây điện thẳng qua là không đủ bận ơi. Ôi sao à không được. Bắp này không cho đánh quái bận á. Chúng ta không thể nào tiêu diệt con Jerry đâu bạn ơi. Lúc đầu mình cũng nghĩ là hay là mình sẽ đánh cái con chuột Jerry nhưng không phải bận ạ. Bởi vì mắt này cấm click á. Nên mình đánh thử rồi. Mắt này cấm click bận nhá. Chỗ này nhìn khả nghi nhá. Chỗ này nhìn hơi bị khả nghi đấy. Tại sao để màu khác này? Không được, không vào được. What the hell, bạn ơi, cái này không vào được. Ở dưới cây còn ta. Bắp này thì khóa không nhìn rồi bạn ạ. Khóa không nhìn cho nên là không soi được các bạn nhé. Hay là chủ bắp quên không cho mình đánh quái nhở? Có khi nào mà bà phải đánh con Jerry không ta bạn ơi? Mình nghĩ có khi phải đánh con Jerry đấy. Nhưng bà chủ mắt lại quên rồi bạn ạ. Có khi lại thế hay sao á? Nhờ anh em nhở? Mình cũng tìm kỹ lắm rồi. Bác này đâu còn cái chỗ nào để tìm nữa đâu bạn ơi? Nhờ? Gần như ở đâu còn cái gì để tìm đâu bạn ơi? Mình lên nhìn trần nhà nào. Trần nhà cũng không có cái dương nào bạn ạ. Cái dương mình lấy rồi. Không có bạn ơi. Ảo ma Canada Omega 3. Không có bạn ơi. Đây cũng hết này. Nhìn xuyên tường mình cũng không thấy có gì xảy ra cả bạn ạ. Ui, bạn nằm đã chơi mắt này rồi mà biết cái cần gạt cuối cùng ở đâu thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn ạ. Đây nhìn thử đi xuyên tường nào. Không có bạn ơi. Xuyên tường không để bạn ơi. Gầm cầu thang à? Gầm cầu thang thì không có đường. Bên này không có đường vào bạn ơi. Không thấy có đường đi xuyên bạn ạ. Đây cái này à? Mình để ý mấy cái đây, để ý mấy cái gỗ khác màu này. Check lại kỹ em nào. Thiếu ở đâu nhỉ anh em nhỉ? Có gì nó không đúng bạn ạ. Khả năng cao là phải tiêu diệt con chuột Jerry. Bà mà mắt này cấm click mà. Cấm click bạn ạ. Không có đánh được con chuột Jerry đâu. Cấm click ạ. Ok, đấy gần như bát này chỉ có vậy thôi. Mà tìm mà không thấy bạn ạ. Thế mới ở ba Canada chứ. Gần như là không thấy bạn ạ. Ok, bạn đọc biết là cái cần gạc cuối cùng nó ở đâu thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhé. Bát này cũng không có shop DEV đâu. Đó, bát này không mở cửa tiện cho nên là không có bạn ơi. Đấy, chúng ta vẫn thiếu một cái cần gạc cuối cùng bạn nhé. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc ở đây thôi bạn ạ. Buồn thế. Không tìm được cần gạt cuối cùng để mở cửa thế bị cay chứ còn dư dây điện này. Dây điện này không thể nào mà nối được từ đây vào đây đâu bạn ơi. Không khách nào nối được cả bạn ạ. Ok thì các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn mẹ PO làm dùng nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.